Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Lê Thái và Thảo Tiên chào đón quý khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Đô Sài Gòn TV trên băng tần 56.10, 14.2 và website ledosaigontv.com. Hôm nay là ngày thứ Tư, 8 tháng 9, 2021. Để mở đầu là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Công ty mua bán địa ốc ở Việt Nam nguy cơ phá sản về đại dịch COVID-19. Nhà máy lọc dầu Bình Sơn giảm sản lượng có thể ngừng hoạt động. Người nghèo không đủ ăn vì lệnh phong tỏa tại Việt Nam. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Theo Hiệp hội Môi giới Kinh doanh Địa ốc Việt Nam, gần 30% công ty mua bán bất động sản tại Việt Nam đang hoạt động cầm chừng hoặc đình trệ việc mua bán vì đại dịch COVID-19 có nguy cơ phá sản không lâu vào thời gian tới đây. Kết quả cuộc khảo sát của Hiệp hội Môi giới Kinh doanh Địa ốc Việt Nam cho thấy khoảng 500 công ty giao dịch ghi danh hoạt động với tổng số nhân viên lên tới 75.000 người trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam. Hiện nay thì khoảng 32% đang vất vả tìm cách duy trì hoạt động và hơn 80% đơn vị cho biết hầu như không mua bán được căn nhà nào, trong khi 78% đơn vị đã phải giảm quy mô hoạt động, bớt nhân viên làm việc trong khi không được miễn giảm thuế lợi tức, cũng không nhận được trợ cấp của nhà nước trong mùa đại dịch. Kính thưa quý vị, nhà máy lọc dầu Bình Sơn của Việt Nam đã cắt giảm sản lượng lần thứ hai trong tháng này và có thể là phải ngừng hoạt động vì không có đơn đặt hàng. Cán bộ kinh doanh của công ty hôm nay cho hay, nhu cầu sử dụng xăng dầu của Việt Nam sụt giảm trầm trọng, buộc công ty phải giảm 90% sản lượng, mặc dù nhà máy chỉ lọc khoảng là 130.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Từ cuối tháng 4 vừa qua, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh phong tỏa 1/3 số tỉnh thành và buộc các công ty sản xuất kinh doanh tạm ngừng hoạt động. Theo kênh channelnewsasia.com, thưa quý vị, lời viên chức cao cấp của nhà máy lọc dầu Bình Sơn cho hay là nếu Việt Nam tiếp tục phong tỏa, hạn chế tất cả mọi việc di chuyển tại các tỉnh phía Nam cho đến tháng 10, thì nhà máy lọc dầu Bình Sơn có thể phải tạm dừng sản xuất hoàn toàn. Họ cũng cho hay nhà máy đã bán 1 triệu thùng dầu thô và có thể sẽ phải bán thêm 1 triệu thùng nữa vì kho chứa dầu của nhà máy không còn chỗ trống. Sau khi lệnh phong tỏa khắc nghiệt được ban hành tại Sài Gòn, nhà nước Cộng sản Việt Nam tại thành phố lớn nhất nước hứa hẹn sẽ cung cấp thực phẩm để nuôi sống người dân. Tuy nhiên, lời hứa hảo đã làm nhiều người không đủ gạo ăn, kể cả nước mắm, đã buộc phải ăn ít trở lại từ tháng 7 qua. Đến nay thì họ không còn gì để ăn, trong khi ngân quỹ ít ỏi của gia đình đã cạn, không trả nổi tiền thuê nhà và nhiều khoản thanh toán khác. Sài Gòn đang bị phong tỏa thêm một tuần lễ nữa tính từ hôm nay, cấm người dân ra khỏi nhà, kể cả đi mua thức ăn. Đầu tháng 5 năm nay, Việt Nam ghi nhận chưa tới 4.000 người bị nhiễm và 35 người chết. Nhưng chỉ 4 tháng sau thì Việt Nam có hơn nửa triệu ca nhiễm với gần 13.000 người chết. Các quy định hạn chế tất cả mọi việc đi lại chặt chẽ được áp dụng từ đầu tháng 6 làm người dân nghèo bị ảnh hưởng nặng nề. Với tài xế taxi, người bán hàng rong, công nhân nhà máy và công nhân xây dựng cận kề mức nghèo mất đi nguồn sinh kế nhiều tháng qua, nay lên tới sắp xỉ 4 triệu người. Hệ thống y tế ở Sài Gòn bị sụp đổ hoàn toàn vì thiếu mọi thứ, từ nhân viên y tế đến thuốc men và máy thở mà không biết đổ lỗi cho ai. Trong khi đó, thì nhiều cuộc đàm phán diễn ra nhiều tháng qua để thảo luận về kế hoạch của hãng hàng không Bamboo Airways mở các chuyến bay nối liền Việt Nam và Hoa Kỳ vào cuối tháng này. Theo kế hoạch này, thì Bamboo Airways sẽ mở các chuyến bay đến Los Angeles, San Francisco và Seattle, và chuyến bay đầu tiên theo dự tính sẽ được tiến hành vào ngày 23 tháng 9 năm 2021. Đồng thời với việc thực hiện các chuyến bay thử nghiệm, hãng hàng không Bamboo Airways cũng dự tính thành lập văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ.
Theo nguồn tin thông thạo thì Bamboo Airways sẽ sử dụng loại phi cơ Boeing 787 số 9 cho chuyến bay thẳng dài hơn 8.000 dặm từ Sài Gòn đến Los Angeles và San Francisco, quá cảnh ở Nagoya, Osaka của Nhật Bản hoặc là Đài Bắc. Họ cũng hứa hẹn sẽ mở đường bay tới New York và Dallas đến Vancouver và Montreal và Toronto của Canada. Úc đã đánh bại Việt Nam với tỷ số 1-0 trong trận đấu vòng loại World Cup 10 tại Hà Nội tổ chức hôm qua, trở thành quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đầu tiên giành quyền đi vào vòng trong. Trận đấu diễn ra tại Vận động trường Quốc gia Mỹ Đình, diễn ra không có bàn thắng trong hiệp 1. Việt Nam lẽ ra có thể được hưởng một quả phạt đền ở phút 27, nhưng trọng tài cho rằng pha cản phá của hậu vệ Grant của Úc không chạm tay vào bóng. Sau đó là cú đánh đầu của Grant đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển túc cầu Úc. Trận thua của Việt Nam chấm dứt loạt 17 trận đấu không có bàn thua của đội tuyển túc cầu Việt Nam. Úc có 2 trận thắng mà không để thủng lưới sau chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc ở Doha vào tuần qua. Đội Úc sẽ đấu với Oman vào ngày 7 tháng 10 tới, trong khi Việt Nam sẽ đối đầu với Trung Quốc. Hai nhóm gồm 6 quốc gia đang tham dự vòng cuối của vòng loại World Cup 2022 khai ra khu vực Á Châu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Thảo Tiên và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại của đài.